Từ Thị Lệ nhá. Hello chị, xin chào. Chị Nguyệt Trí xin chào nhá. Chị Bà Cụ Non cũng xin chào các chị luôn này. Các chị đang xem live của Zoe em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm nhé. Để cho đông đông người các chị vào một chút thì em bắt đầu lại xả hàng được không ạ? Ok chị Tâm Ma nhá, em cũng chúc chị là buổi trưa tràn đầy năng lượng nhá. Ok chị này, ok chị Châu Lê xin chào ạ. Các chị đang xem live thì có thể chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm cho em trước nhá. Ok chị Quỳnh Nga nhá, xin chào ạ. Ok chị Nguyệt Ánh đúng không ạ? Ở bên em vẫn đang gọi điện chốt hàng chị nhá. Chị Trang Chi Pi xin chào này, ok chị Phương Hiền cũng xin chào nhá. Rồi chị đang xem live của cho em này, chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để cho đông đông các chị vào một chút thì em bắt đầu lại xả hàng nhá. Xả hàng với giá là 18k đúng không ạ? Ok chưa ạ? Ok chị Tố Uyên Trần Ngô xin chào. Chị Vũ Thủy cũng xin chào các chị luôn nhá. Ok chị Ngọc Dầu Hứa xin chào chị này. Chị đã đang xem live thì chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm trước cho em luôn được không ạ? Chị Chi Bi Lì Lợ Mày xin chào nhá. Ok này chị, em thấy chị rồi nhá. Chị Hana Kim nhá. Rồi chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả hội nhóm trước rồi đúng không ạ? Rồi sau đó là em bắt đầu xả hàng nhá các chị nhá. Rồi chị Mắt To xin chào này. Chị Bào Cụ Non cũng xin chào các chị luôn nhá. Chúc tất cả nhà mình có một buổi trưa thật vui vẻ đúng không ạ? Rồi em thấy comment của chị Hana Kim rồi nhá. Rồi ok chị Ngọc Dầu Hứa đúng rồi, chính xác, chia sẻ nhóm giúp em nhá. Tham gia nhóm nào chia sẻ nhóm đấy giúp em được không ạ? Ok chị Lưu Như Quỳnh xin chào. Ok chị Nhiên Phạm xin chào này. Rồi chị đang xem live của shop Giáng My bên em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ giúp em đúng không ạ? Ok chị Lưu Như Quỳnh inbox lại cho bên em, tại bên em một ngày rất nhiều đơn hàng đúng không ạ? Chị Như Quỳnh nhá. Chị Nguyên Hòa xin chào, chị Hoàng Phương xin chào này. Ok chị Nguyễn Miền xin chào nhá. Vẫn chưa trả lời đúng không chị? Thì lát nữa kết thúc cái live stream này em sẽ nhắc các bạn đấy là lưu ý đơn hàng của chị Lưu Như Quỳnh trước đúng không ạ? Rồi ok chị Quỳnh Nga nhá, xin chào này. Chị đang xem live của em thì chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ với cả hội nhóm trước nhá. Rồi sau đó là em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Em bắt đầu xả hàng nhá. Bắt đầu xả đúng không ạ? Rồi hôm nay Giáng My mẹ tiếp tục xả cái set áo gen A28 men với giá bán của nó, giá của nó là chỉ 18.000 đúng không ạ? 18.000 cho những chị chia sẻ nhá. Ok chị Tường Vi xin chào. Ok này, đáo áo đang mặc là em sẽ bán sau nhá. Hôm nay em xả trước cái set này trước tại vì vẫn còn tồn rất là nhiều hàng màu này đúng không ạ? Nhanh chóng nhá. Rồi ok chị Ngọc Trinh xin chào này. Các chị ơi, các chị có muốn mua set áo gen bên em với giá là 18k không ạ? Ok chị Nguyệt Ánh đúng không ạ? Rồi ok chị yêu của em nhá, inbox cho em để em sau đấy thì em sẽ lưu ý đơn hàng của chị Nguyệt Ánh nhá. Áo đang mặc bên em có bán nhá chị Minh Nguyễn nhá. Ok này, set váy đang mặc bán cả set trên người luôn đúng không ạ? Hiện tại em đang xả set này trước đúng không ạ? Chị nào muốn mua set áo gen của bên em với giá là 18k thì nhanh chóng comment cho em nhá. 18k kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? 18k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chính xác luôn, một set áo gen bên em có giá 18k thôi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội chợ nhóm cho em nhá. Chính xác luôn chị Quỳnh Nga nhá. Ok chị Hạnh Phan đúng không ạ? Rồi xin chào này, chúc tất cả các chị có một buổi trưa thật vui vẻ này. Và vào livestream của em nhanh chóng vào livestream của em và mua set này với giá là 18k đúng không ạ? Set bên em cầm trên tay với giá là 18k do số lượng bên em còn tồn rất là nhiều nên em quyết định xả set áo này với giá là 18k nhá. Nên chị nào muốn mua set này áo này của bên em thì để lại cho em nhá, 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại đúng không ạ? 18k và kèm theo số điện thoại của mình nhá, giá bán 18k rất là rẻ thôi. Hiện tại thì em đang còn size từ size S cho tới size đến người 75kg này, em đổ xuống em có size. Còn trên 75kg này em sẽ không có cái set này, bên không có giá, không có cái size của áo này đúng không ạ?
Ok nhá, chị Nguyễn Phương 78k, đúng rồi, chính xác luôn, chị Trúc Ly nhá. Xin chào, ok, chị Tố Uyên này, Trần Ngô, cảm ơn chị rất nhiều nhá. Rồi, em bán cả set đang mặc trên người luôn, đúng không ạ? Nhưng hiện tại thì em đang xả cái set này trước nhá. Nên chị nào mà muốn mua cái set này của em với giá là 18k thì các chị nhanh chóng vào livestream của em, nhanh chóng vào livestream để đặt hàng luôn cho em với giá là 18k một set này, đúng không ạ? Rất là rẻ, rất là đẹp luôn nhá. Mà giá bán của set này chỉ có 18k thôi. Nên chị nào muốn sở hữu set áo ren của bên em với giá là 18k thì các chị hãy nhanh chóng vào livestream của em, đúng không ạ? Nhanh chóng vào livestream của em, comment 18k và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em nhé. Vì cái giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em, đúng không ạ? Rồi các chị đang vào sau đúng không ạ? Nhưng chị vào sau ơi, hôm nay giáng mi bé tiếp tục xả cái set này với giá là 18k nhá, áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Rồi, các chị yêu của em ơi, nếu mà các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment, cùng tương tác với em thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment của các chị, đúng không ạ? Sẽ không bị ẩn comment của các chị nhá. Rồi, chị Ngọc Sấu hứa 18k, ok chị nhá. Chị Kim Thúy Nguyễn một chiếc, đúng không ạ? Rồi, set đang mặc thì là em sẽ bán sau, hiện tại em đang xả cái set này trước với giá là 18k, đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua set này của bên em với giá là 18k thì comment nhá, 18k và kèm theo số điện thoại, và sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em, được không ạ? Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream, đúng không ạ? Giá bán 18k một set áo ren này rất là rẻ rồi. Giá bán 18k này giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em, đúng không ạ? Rất là xinh và rất là đẹp luôn nhá. Hôm nay em sẽ trong một cái livestream này em sẽ live khoảng 5 mẫu, đúng không ạ? Nên các chị nhớ theo dõi like của em nhé. Hôm nay rất là nhiều sản phẩm đẹp đấy ạ. Hiện tại thì em đang xả cái set này trước với giá là 18k trước, đúng không ạ? 18k một set áo ren này thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em nha các chị nhá. Ok, chị Ly Thi Khánh 18k, đúng không? Size XL đúng không? Ok chị yêu nhá. Rồi, size set này của bọn em giá 18k và hiện tại em chỉ còn size từ size S cho tới size 2XL thôi. Tức là chỉ những chị mà khoảng từ 40 cho tới 75kg là bọn em có đủ size nhá. Còn từ 76kg hất lên thì em sẽ không còn size của set này đâu các chị nhá. Nên các chị nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với giá là 18k một set, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhé. Ok, chị Vivi lấy set này thì comment cho em 18k đúng không ạ? Cái set này bên em có mã của nó là A28 nhé, A28 và giá bán của nó là 18k. Nên các chị chỉ việc comment cho em A28 và kèm theo số điện thoại của mình. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em, được không ạ? Lát em sẽ bán hàng sau, đúng không ạ? Hôm nay bên em xả trước cái set này với giá là 18k trước, đúng không ạ? Chị có may để em một chút nhá. Rồi, đang mặc cũng có bán luôn, bán tất cả những gì trên người em, bán cả vông tai, bán cả dép, bán tất cả những gì trên người em luôn, đúng không ạ? 18k một set này với giá 18k thôi. Nên chị nào mà muốn mua chiếc áo này của bên em với giá 18k, 18k là bao gồm, các chị lưu ý cho em nhá, 18k là bao gồm này, áo hai dây bên trong và một cái set áo ren bên ngoài. Ren bên ngoài của nó ren ngọc trai, rất là sang, rất là xinh luôn. Màu này em gọi, thường thường em gọi là màu da nhá. Các chị chỉ việc comment cho em nhá A28 và kèm theo số điện thoại của mình với giá bán của set áo này là 18k một set, đúng không ạ? Chị Vu Lê nhá, ok chị yêu của em này. Ok, chị Mỹ Lụa 18k đúng không ạ? Comment cho em A28 và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó là nhớ quay ra chia sẻ. Vì cái giá bán 18k này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân nhá và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em, được không ạ? Các chị ơi, các chị muốn không bị mất đơn hàng của mình ấy thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment, và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người, đúng không ạ? Ok, chị yêu của em, chị Lưu Như Hoa inbox lại cho em để em kiểm tra đơn hàng của chị nhá, chị Lưu Như Hoa nhá. Sau khi kết thúc cái livestream của chị thì em sẽ lưu ý đơn hàng của chị hơn nhé, chị Lưu Như Hoa nhá. Ok, chị Trúc Ly A28 và kèm theo số điện thoại của mình. Rồi các chị ơi, đúng cú pháp mới chốt hàng ạ, A28 đúng không ạ? Đúng cú pháp nhá. Phải đúng cú pháp mới chốt được hàng, không đúng cú pháp sẽ không được chốt với giá 18k đâu. Nên các chị mua hàng của em thì biết rồi đấy, để lại mã và kèm theo số điện thoại. Rồi giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em, được không ạ? Ok, chị Lưu Như Hoa em đã nói rồi nhá. Ok, chị Trinh Nguyễn này rồi. Ok, chị Vũ Lê, chị Phạm Út đúng không ạ? A28 bên em hiện tại đang xả với set này với giá là 18k thôi. Nên chị nào muốn mua set này của em với giá là 18k thì để lại cho em nhá A28 và kèm theo số điện thoại của mình. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em, được không ạ? Ok, chị Diễm Nguyễn một set A28 comment lại cho em theo cú pháp nhá. A28 và kèm theo số điện thoại của mình, đúng không ạ? Chị Ngọc Yến ơi, hãy comment cho em A28 và kèm theo số điện thoại của mình, rồi sau đó quay ra chia sẻ cho em, được không ạ? Ok, chị Trần Tiên em có bán chân váy này, là em sẽ bán sau nhé. Hiện tại em đang xả cái set này trước với giá bán của set áo ren A28 này, với giá bán của nó là 18k đúng không ạ?
Em xin nhắc lại set áo này của bên em nhá. Với giá bán của set áo này là 18k một set thôi. Nên chị nào mà muốn sở hữu set áo này của bên em với giá bán là 18k thì để lại cho em comment nhá. 18k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cái giá bán 18k này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần tra cá nhân thôi và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn nhá. Hiện tại thì do bên shop em còn số lượng tồn của này rất là nhiều nên em quyết định xả hôm nay với giá là 18k nhá. Giá 18k áp dụng chia sẻ 3 lần tra cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Ok này. Em đang mặc, em đang bán tất cả luôn nhá chị nhá. Rồi chị Quý Nguyên A28 18k, ok chị yêu của em đã chia sẻ cho em được ạ. Vì cái giá bán 18k là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một set áo ren bao gồm này, bao gồm các chị lưu ý cho em nhá. Một set áo ren bên em bao gồm áo 2 dây bên trong và một cái áo ren bên ngoài rất là đẹp. Cái nơ này các chị có thể cắt thành cổ V hoặc các chị có thể cắt sang bên này hoặc thắt sang bên này cũng đều là ok hết các chị nhá. Nên cái kiểu ren này mặc rất là sang luôn. Chiếc ren của bên em là ren không phải là ren thường đâu mà là ren này là ren đá ngọc trai đúng không ạ? Ren này là ren đính đá ngọc trai rất là sang luôn các chị nhá. Mà giá bán của set áo này là chỉ có 18k một set thôi. Em chỉ còn size từ size S cho tới size 2XL, từ 40 tới 75kg đổ lại là em có size của xe áo này. Còn từ 76kg hất trở lên với xe áo này thì em sẽ không có size. Nên các chị mua hàng với em, các chị lưu ý cho em nhé. Chị nào mà dưới 75kg, từ 40 tới 75kg thì em sẽ có size của set này đúng không ạ? Còn trên 76kg trở lên em sẽ không có set này đúng không ạ? Ở bên em hiện tại còn tồn rất là nhiều màu da này, em quyết định xả 18k nhé. Nên chị nào muốn mua hàng thì em thì nhanh chóng để lại cho em comment đúng không ạ? 18k và kèm theo số điện thoại của mình, giá bán 18k áp dụng chia sẻ cho em nhá, 3 lần đúng không ạ? Ok chị KQ ơi, không phải thế đâu mà giá bán của bên em là giá bán 18k luôn chị nhá. 18k thôi, 18k một set này chị nhá, nhanh chóng mua hàng cho em luôn để em còn qua các mẫu khác thì em luôn đúng không ạ? Em thấy chị Lina rồi nhá, ok chị Khánh My đúng không ạ? A28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em và nhớ chia sẻ cho em nhá. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ cho em đấy ạ. 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua set áo ren bên em với giá là 28k một set này, 18k một set này thì để cho em comment nhá, 18k và sau đó là nhớ quay ra chia sẻ cho em đúng không ạ? Vì em xin nhắc lại các chị này, giá bán 18k chỉ em chỉ còn size từ size S cho tới size 2XL của set áo ren này thôi đúng không ạ? Từ size S cho tới size 2XL em còn size của này thôi. Còn hiện tại từ 76 cân hất lên em sẽ không còn size đâu. Nên các chị mua hàng của em A28 và kèm theo số điện thoại, lưu ý giúp em là kèm luôn cho em cả cái chiều cao cân nặng luôn cho em trên live stream đúng không ạ? Ok chị VV 44kg chị mặc size S cho em cho xinh đúng không ạ? Size S cho em nhá. Ok chị Hoa Mộc Lan A28 đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ cho em 3 lần chưa? Vì cái giá bán này áp dụng chia sẻ cho em nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok nhá, chị Thương Mập comment lại cho em theo cú pháp nhá, A28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá chị nhá. Chị Thúy Hoàng thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Thu Hường A28 đúng không ạ? A28 và kèm theo số điện thoại rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất là rẻ thôi. Hôm nay dáng mi bên em lại xả set áo ren này với giá là bán của nó là 18k một set thôi. Nên các chị đặt hàng của em nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này đúng không ạ? Ok chị Thanh Trương nhá, chị Nguyễn Ngân đúng không ạ? 18k một set là thôi các chị nhá. Bao gồm của set áo này là áo 2 dây bên trong và cái áo ren bên ngoài đính ngọc trai rất là sang chảnh luôn đúng không ạ? Với giá bán của set áo này chỉ có 18k thôi. Nên các chị hãy nhanh chóng đặt hàng luôn cho em trong livestream này với giá bán của nó là 18k một set nhá. Rồi nhanh chóng để em còn qua những cái mẫu khác của bên em đúng không ạ? Rồi các chị lưu ý giúp em nhá. Em bán set này 18k, giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em nhá. Ok chưa ạ? Rất là rẻ luôn nhá. Giá bán áp dụng nhá, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em này. Chị nào mà comment hợp lệ thì em mới tính nhá, thì em mới chốt được. Còn chị nào mà để mỗi 18k và số điện thoại không trên cùng một dòng comment thì em sẽ không chốt được với giá bán là 18k đâu các chị nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em nhá. Áo đang mặc có bán luôn và chân váy hiện tại cũng có bán. Lát em hôm nay trong cái livestream này nhá, em sẽ qua khoảng 5 mẫu đúng không ạ? Hôm nay em sẽ like khoảng 5 mẫu. Nên các chị nhớ theo dõi cái livestream của em từ đầu like đến cuối like đúng không ạ? Rất là đẹp luôn và giá cũng rất là ưu đãi luôn các chị nhá. Hiện tại thì em đang xả cái set này trước với giá bán 18k thì lát em sẽ qua những mẫu khác luôn nhá. Các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Chị Khánh Huyền ơi, 18k kèm theo số điện thoại của mình, chị phải để cho em có cả mã thì em mới chốt được các chị nhá. Vì nhiều khi các chị không để mã thì sẽ không chốt được hàng đâu ạ. Và các chị lưu ý giúp em là giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá. Chia sẻ khi mà nhân viên nhà em gọi điện chốt hàng với giá bán 18k, khi mà em kiểm tra các chị chia sẻ và chia sẻ để cái chế độ bạn bè và chế độ chỉ mình tôi ấy, thì em sẽ không chốt được hàng cho tất cả các chị đúng không ạ? Nên điều kiện áp dụng để mua cái set áo ren này với giá bán là 18k thì các chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em, nhưng điều kiện là các chị phải chia sẻ ở chế độ công khai nhá.
nhá. Nếu mà các chị chia sẻ ở cái chế độ bạn bè và chỉ mình tôi thôi thì em sẽ không thể chốt hàng được không ạ? Nhân viên em sẽ hủy đơn hàng ngay lập tức, ngay và luôn đúng không ạ? Vì với giá bán của set áo này chỉ có 18k thôi. Nên cái giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân. Các chị phải chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ để không bị ẩn comment thì em sẽ chốt đơn hàng cho tất cả mọi người trên livestream của mình đúng không ạ? Hiện tại còn tồn rất nhiều này nên chị nào muốn mua bên em thì để lại cho em comment nhá, 18k và kèm theo số điện thoại của mình. A2818k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cái size của nó hiện tại em đang còn cái size từ size S cho tới size 2XL thôi, tức là từ 40 cho tới 75kg là em có size của set áo này nhá. Còn trên 75kg em sẽ không có size của set áo này, đừng các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Rồi, nhân viên bên em sẽ gọi điện chốt đơn hàng từng đơn hàng một đúng không ạ? Ok, chị Hạ Vi cảm ơn chị yêu của em nhá. Rồi, chị Bảo Linh đúng rồi rồi. Ok, chị Canati đúng không ạ? Hủy kết quả luôn tại vì chị còn ăn ok có mã rồi đúng không ạ? Chị Ngọc Dân hủy kết quả tại vì là đơn hàng của chị không có mã, em sẽ không chốt được hàng các chị nhá. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng. Và điều kiện để mua set áo này với giá bán là 18k thì các chị phải chia sẻ để ở cái chế độ công khai cho em nhá. Phải để chế độ công khai thì em mới chốt được hàng nhá. Không để chế độ công khai sẽ không được chốt hàng với áo này đúng không ạ? Chị Vân Nguyễn đợi em một chút nhá, chị yêu của em nhá. Chị Hoài Lê đúng không ạ? Ok, chào chị này. Rồi, chị những chị vào sau ơi, em xin nhắc lại những chị vào sau như sau đúng không ạ? Set áo gen bên em có giá bán là 18k một set nhá, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội chọn nhóm cho em đúng không ạ? Các chị lưu ý giúp em này, khi mà nhân viên bên em gọi điện chốt hàng các chị thì các chị bên em sẽ check chia sẻ và bên em có hệ thống check chia sẻ đúng không ạ? Bên em có hệ thống phần mềm check chia sẻ của chị, nên các chị chia sẻ những nhóm nào và chia sẻ bao lần nó đều hiện ra trên cái phần mềm của bên em đúng không ạ? Trên cái phần mềm và trên cái ứng dụng của bên em nhá. Lên giá bán 18k này khi bên em gọi điện chốt hàng thì các chị phải để cái chế độ công khai cho em đúng không ạ? Để chế độ công khai cho em nhá, đừng để chế độ chỉ mình tôi và chế độ bạn bè thôi thì bên em sẽ không, nhân viên em sẽ không để chốt 18k cho chị đúng không ạ? Ok chị heo cò nhá, rồi thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok nhá, rồi nhanh chóng mua cho em để em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh để không mất thời gian của tất cả mọi người đúng không ạ? Áo đang mặc bên em vẫn có bán nhá, hiện tại em đang xả set này trước với giá bán là 18k thôi đúng không ạ? Ok nhá, chị Lậu Sim Mùi một chiếc đúng không ạ? Ok chị yêu này, chị Vũ Trúc comment lại cho em theo cú pháp A28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em luôn nhá. Sai cú pháp sẽ không được chốt hàng đúng không ạ? Sai cú pháp sẽ không chốt được hàng nhá. Rồi, chị Thù Béo ơi, ok chị Hoan Chu đúng không ạ? Chị Hoan Chu không thích có thể ra ngoài đúng không ạ? Chị bảo em nói nhiều đúng không ạ? Em không nói nhiều làm sao em thì các chị xem em like đúng không ạ? Ok chị Thúy Hằng nhá. Rồi còn chị nào muốn sở hữu set áo gen em với giá 18k nữa không thì cũng nhanh chóng luôn cho em để em còn qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Thật nhanh chóng đúng không ạ? Để không để các chị chờ đợi lâu nhá. Rồi 18k áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cái hội chọn nhóm cho em nhá. Chị nào mà không thích em thì có thể đi ra ngoài ngay và luôn khỏi cái shop của hàng của em đúng không ạ? Còn chị nào mà thích thì có thể xem mà không nói gì hoặc có thể comment cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Thu Trâm nhá, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Các chị lưu ý giúp em nhá, muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn và chốt tất cả những đơn hàng 18k cho tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Nên các chị thì phải chia sẻ thì em mới chốt được hàng nhá. Không chia sẻ thì nó sẽ không hiện ra và em sẽ không nhìn thấy comment của tất cả các chị đúng không ạ? Ok nhá, chị Thâm Thanh em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi, nhanh chóng cho em để xem còn qua cái set khác và em sẽ qua những cái mã khác thật nhanh chóng đúng không ạ? Em sẽ không làm mất thời gian của tất cả mọi người trên livestream nhà mình nhá. Ok chị Huệ Suti đúng không ạ? Em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Rồi nhanh chóng cho em nào để em còn qua có mẫu khác đúng không ạ? Nhanh chóng mua hàng cho em với giá 18k để em còn qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Rồi nhanh chóng cho em luôn nhá. Ok chị Lê Nhung xin chào này, đúng cú pháp mới chốt được hàng đúng không ạ? Mượn A28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Với giá bán rất là rẻ luôn và áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội chọn nhóm cho em được không ạ? Rồi ok chị Kali Nguyễn thấy comment của chị rồi nhá. Chân váy đen đang mặc vẫn bán nhưng mà lát em sẽ bán sau đúng không ạ? Hiện tại em đang bán cái set này trước, nhanh chóng mua hàng cho em nhanh để còn qua những mẫu khác đúng không ạ? Nhanh chóng cho em nào. A2818k và kèm theo số điện thoại của mình. Giá bán này là giá bán áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Chị Minh Thi 70kg mà size 2XL cho em đúng không ạ? 2XL cho em nhá. Ok chị Hoa Đá thấy comment của chị rồi nhá. Chị Thu Hương cũng thấy comment của chị rồi đấy ạ. Nhanh chóng cho em để em còn qua những mẫu khác thật nhanh chóng đúng không ạ? Giá bên em rất là rẻ luôn, chỉ có giá bán là 18k thôi, một set này thôi đúng không ạ? Tồn rất nhiều và xả rất nhiều đúng không ạ? Nhanh chóng mua hàng cho em với giá là 18k một set nhá. Điều kiện để mua set áo này bên em với giá là 18k là điều kiện các chị phải chia sẻ thì em mới chốt được hàng nhá. Không chia sẻ thì sẽ không thể chốt được hàng với giá mã là A28 vì cái giá rất là rẻ rồi đúng không ạ? Cái giá bán bên em giá rất là rẻ rồi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Nhung Tây ơi, một set này 18k chị nhá. Ok chị Mimi nhá, em thấy chị, em thấy comment của chị Hạnh sang chảnh rồi nhá. Chị Cẩm Tiên cũng thấy luôn rồi nhá. Rồi, các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream của mình đúng không ạ? Của nhà mình đúng không ạ? Ok chị Kiều Hoanh em thấy comment của chị rồi nhá. Rồi hãy tương tác với em thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment các chị nhá, sẽ không bao giờ bị ẩn comment rồi. Nhanh chóng cho em 1 phút nữa thôi là em sẽ hết cái mã này rồi nhá. Em chỉ chốt trong 1 phút nữa thôi là em sẽ qua mã khác luôn để em bán hàng đúng không ạ?
có áo khoác len, áo khoác len mùi hết rồi chị nhá. Rồi chị Nhung Tây giờ mới vào đúng không ạ? Set này bên em có giá bán A28 nhận A28 và kèm theo số điện thoại cho mình cho em nhá. Rồi các chị lưu ý cho em nhá, không chia sẻ bên em sẽ không bán set này đúng không ạ? Chia sẻ mới bán, còn không chia sẻ không bán đúng không ạ? Chia sẻ mới bán và không chia sẻ sẽ không báo này nhá. Và khi chia sẻ các chị lưu ý cho em là phải để cái chế độ công khai đúng không ạ? Không được để cái chế độ chỉ mình tôi thì em sẽ không bao giờ nhìn thấy comment của các chị nhá. Rồi, em sẽ qua mẫu khác này, các chị đừng comment 18k nữa nhá. Rồi, hết 1 phút rồi đúng không ạ? Em sẽ qua cái mẫu khác em mặc trên người đúng không ạ? Rồi các chị ơi, các chị đừng comment 18 set này nhá, cả set này cho em nhá. Tại vì là em đã hết set này rồi đúng không ạ? Hết set này 18k xả từ ngày đủ rồi đấy ạ, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, còn bây giờ thì em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn các chị nhá. Rồi, sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn. Nên các chị mua hàng bên em các chị phải để mã và số điện thoại và chia sẻ, nhớ để cái chế độ công khai nhá thì bên em mới chốt được hàng và mới check được chia sẻ của từng chị một thì mới chốt được hàng nhá. Vì số lượng đơn hàng bên em một ngày rất là nhiều đúng không ạ? Rồi em sẽ qua mẫu khác ngay lập tức đấy ạ. Hôm nay trong livestream này thì em sẽ qua khoảng 5 mẫu đúng không ạ? Trong cái livestream này thì em sẽ qua khoảng 5 mẫu các chị nhá. Khoảng 5 mẫu thôi nhá. Nên các chị nhớ theo dõi livestream của em từ đầu live tới cuối live đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng cho em nào. Em đã bán hết cái 18k rồi nên các chị vui lòng đừng comment 18k nữa cho em nhá. Em đang bán một cái set trên người em đúng không ạ? Một cái set em đang mặc trên người rất là rẻ luôn nhá. Rồi, chị nào mà thích cái set cái áo đang mặc trên người thì đầu tiên là cái áo trước em sẽ like cái áo trước đúng không ạ? Em sẽ qua những cái mẫu khác thật nhanh chóng nhá. Cái mã này bên em có mã là V9 với giá bán của áo này là 170.000 đúng không ạ? Với giá bán của chiếc áo này là 170.000 nên chị nào mà thích cái chiếc áo bên em với giá 170 ấy, mã của nó là mã V9 thì để lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của chiếc này là vô cùng rẻ luôn nhá. Với giá bán của nó là 170.000 thôi các chị nhá. 170.000 một chiếc áo này thôi. Liên chị nào thích cái áo đang mặc trên người của em thì comment cho em nhá. V7 V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Đúng không ạ? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi chị Minh Thi ơi, chốt tất cả mọi người luôn cho em, nhưng phải để chế độ công khai cho em, chia sẻ chế độ công khai cho em nhá. Hiện tại em đang cầm trên tay em là một chiếc size S đúng không ạ? Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đấy các chị nhá. 170 nhá, chị Hồng Lý Trần comment cho em nào. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình với giá bán của chiếc V9 này là 170.000 nhá. Rồi chị bé Lì ơi, hủy kết quả A28, em đã bán hết sạch cái set áo gen A28 với giá 18k rồi nhá. Váy màu trắng nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái chân váy của em thì chân váy của em hiện tại đang bán giá 260 nhá. Chị nào mà thích chân váy thì comment cho em chân váy xếp tầng và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Còn chị nào mà thích cái mã V9 của em thì comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi ok, chị Như Quỳnh chốt đơn rồi nhá. Chị Nhật Kim Anh 39kg mặc size S cho em đúng không ạ? Comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. 65kg mặc size XL cho em nhá. Chị Nhung Cẩm Tú để lại V9 cho em. Giá 170 nhá, giá 170. Chị Ngọc Ngố chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi ok, chị Trúc Nhi bù chốt đơn. Các chị lưu ý giúp em nhá. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Ok, chị Hồng Liên xin chào nhá. Rồi có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Mã này là mã V9. Hiện tại em đang mặc trên người của em là một chiếc đỏ đất đúng không ạ? Đỏ đất này. Còn đây là màu da, đây là màu đen đúng không ạ? Màu da màu đen rất là đẹp luôn. Còn chân váy bên em thì có giá bán là 260 nhá. Chị nào thích chân váy thì comment cho em nhá. Chân váy xếp tầng và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Trang Kẹo chốt đơn rồi, chị Phạm Phương chốt đơn rồi, chị Linh Hà chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Mai Pham chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Trang Hà đúng không ạ? 56kg mặc size L cho em nhá. Có số điện thoại mới chốt được đơn. Có mã có số điện thoại mới chốt hàng đúng không ạ? Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng nhá. Ok, chị V9 chốt đơn chị rồi nhá. Chị Trần Thu Hà ơi, áo rất là đẹp, rất là mát chị nhá. Rất là đẹp và mát, mặc mùa hè thì mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc áo đi, em thấy rất là hợp lý đấy ạ. Đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Các chị đừng hỏi em là giá bao tiền và có mặc được không em. Các chị đừng hỏi thế mà các chị chỉ việc comment nhé, em sẽ tư vấn size đầy đủ tất cả mọi người đúng không ạ? Chị 50kg mặc size M cho em nhá. Giá áo 170 đúng không ạ? 170 nhá. Ok, chị Trúc Nhi bù chốt đơn chị rồi nhá. 170 nhá, chị Trương Minh nhá. Chân váy 260 đúng không ạ? Áo mã là V9 và có giá 170 chị Hoàng Nam nhá đúng không ạ? Rồi, các chị mua hàng của em chị về để lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi ok, chị Phương Thủy chốt đơn chân váy tiếp theo rồi đấy ạ. Ok, chị Trang Bống chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Nguyễn Thi chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Lam Trần chốt đơn này. Ok, chị Minh Ni chốt đơn này. Ok, chị này nhanh chóng comment cho em nhá. Rồi, áo này là mặc được hai kiểu luôn, trễ vai không trễ vai, rất là sang luôn. Em thích mặc kiểu như này. Còn các chị không thích các chị có thể mặc trễ vai hoặc là không trễ vai đều ok hết. Màu da bên em thì vẫn có giá 170 chị Trang Kẹo, thì em sẽ ướm thử màu da chị đúng không ạ? Màu da rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Ok, chị Thảo đi chân váy comment cho em cả số điện thoại cả kèm theo chiếc lặng luôn cho em nhá. Ok, chị Trang Thủy chốt đơn rồi nhá, chị Dấu Ấn chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi ok, chị Lương Du ơi, chốt tất cả mọi người để điện thoại cho em đúng không ạ? Ok, chị Nguyễn Hằng comment lại cho em theo cú pháp V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment cho em ship đi các tỉnh là 30.000 thôi ạ.
Các chị ơi, các chị nhanh chóng comment cho em V9, em sẽ qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán V9 bên em với giá bán là 170.000 đúng không ạ? V9 bên em có giá bán là 170.000 nhá. Nên các chị muốn mua hàng của em thì để lại cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Măn Măn chốt đơn nhá. Ok, chị Đào Ngọc Bảo Trâm chốt đơn này. Ok, chị Mưa Nhạt Nhòa chốt đơn nhá. Ok, chị Minh Thuận chốt đơn đúng không ạ? Ok, chị Hồng Lý Trần chốt đơn rồi nhá. Ok, áo là 170 chị nhá. Kéo ra mặc thoải mái luôn. Hiện tại đang mặc trên người là size S nhá chị nhá. Chị Lê Yến nhá. Màu trắng không có, chỉ có màu da thôi chị nhá. Ok, chị Loan Hổ đúng không ạ? Giá bán V9 170 đúng không ạ? Chị Kim Ngân ok chốt đơn chị rồi nhá. Ok, chị Mimi Phương V9 kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người của em là màu đỏ đất nhá. Còn đây là màu da đúng không ạ? Đây là màu da, đây là màu đen rất là sang luôn. Chân váy đen có giá bán 260. Chân váy đen thì hiện tại có những màu như sau này: màu hồng nu, màu khói và màu trắng rất là đẹp luôn nhá. Các chị có thể kết hợp cho em đúng không ạ? Các chị có thể kết hợp cho em nhá. Chân váy trắng và áo đen đúng không ạ? Chân váy trắng áo đen hoặc hai cái màu này là màu nu và màu khói kết hợp vào áo đen rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Hương Sinh ơi, giá bán 170 nhá, chị Hằng Hằng 170 nhá, chị Bích Trâm 170 đúng không ạ? 18k là set áo ren một xong nên bán hết rồi chị nhá. Chị Thảo Ly ơi, không xem được là xem không xem như thế nào ạ? Ok, chị Hạnh Mít chốt đơn, chị Đen Trần chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi, chính xác luôn, hết rồi chị nhá. Ok, chị Hiệu Trần chốt đơn rồi nhá. Rất là xinh luôn. Một chiếc áo bên em thì hiện tại đang mặc trên người em là màu đỏ đất đúng không ạ? V9170 nhá, chị nào thích cái mã này của em thì cứ liên lạc cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Hiền Nguyễn chốt đơn nhá, chị Lục Tiểu Phương chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi, rất là xinh, rất là đẹp luôn. Với giá bán của set áo này, của chiếc áo này là 170 với giá mã là V9 đúng không ạ? Chân váy bên em 260. Các chị ơi, các chị có thể lấy cả set cho em cho xinh nhá. Cả set rất là đẹp luôn đấy ạ. Ok, chị Hiếu Trần đúng không ạ? Chị Hiếu Trần 51kg mặc size M cho em nhá. Rồi, những chị mà comment cho em có mặc vừa hay không thì các chị chỉ việc để lại cho em mã thôi nhá. Mã kèm màu kèm theo số điện thoại. Em xin nhắc lại cho anh chị vào sau đúng không ạ? Em đang cầm trên tay em là một mã V9 đúng không ạ? V9 bên em có giá bán là 170.000 một áo nhá. V9 170.000 một áo. Màu đỏ đất là đây là màu da, đây là màu đen đúng không ạ? Đỏ đất này, da đen này, các chị có thể kết hợp với chân váy đen hoặc tất cả những chân váy đúng không ạ? Chân váy bên em đồng giá 260 hết nhá. Chân váy như em, chân váy xếp tầng chất liệu van, nó dài khoảng chưa tới mắt cá chân, lỡ lỡ chị nhá. Ok, chị Thảo Chi nhá. Rồi, áo 170 nhá. Ok, chị Thảo Ly chốt đơn rồi nhá. Ok, chị Dung Ly chốt đơn rồi các chị nhá. Rồi, nhanh chóng để lại cho em nào. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Linh Viên V9 60kg có vừa nhá, để lại cho em V9 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Chị Thanh Hoa 66kg mặc size XL comment cho em nhá. V9 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Áo da em sẽ ướm thử đúng không ạ? Chị nào thích áo da thì có thể lấy màu da cho em vào sang nhá. Ok, chị Phạm Phương nhầm tiền đúng không? Ok, em đã bảo em sẽ báo nhân viên xử lý đơn hàng chị nhá, chị Phạm Phương yên tâm nhá. Rồi, chị Ti Nguyễn Anh, cái set áo ren A28 mới xong xả hết 18k rồi chị nhá. Chị Nga Paris ơi, chân váy 260 áo 170 comment cho em cả set V9 kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Nhi Bảo ơi, áo V9 bên em có giá bán là 170.000 nhá. Nên chị làm mà thích V9 nhà em thì cứ comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Không có mã không có số điện thoại em sẽ không chốt được hàng cho tất cả mọi người đâu ạ. Rất là sang và rất là xinh luôn đúng không ạ? Rất là sang, rất là xinh luôn. Rất là đáng yêu luôn nhá. Chị nào mà hơi gầy có thể mặc màu đỏ đất hoặc là màu da rất là sang nhá. Rồi, cứ để lại cho em V9, rất là nhiều chị đang để rồi đấy ạ. Để lại cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Rồi, ok, chị Mỹ Tiên Trần và chị Oanh Nguyễn muốn lấy cả set thì comment cho em cả set nhá. Cả set bên em áo là 170, chân váy là 260, tổng của set của nó là 430.000 cả set. Cả set mặc trên người là 430.000 nhá, đúng không ạ? Cả set mặc trên người là 430.000 nhá. Ok, chị Mắt To chốt tất cả mọi người đúng không ạ? Ok, chị Hương Ngọc Lan, ok, chốt cả set rồi đấy ạ. Rồi, ok, chị Mỹ Linh chốt đơn nhá. Chị Oanh Nguyễn này, cả set 430.000 đúng không ạ? Ok, chị Tăng Yến chốt đơn V9 tiếp theo nhá. Chị Phương Lê ơi, áo V9 170 đúng không ạ? Có mã, có số điện thoại mới chốt được hàng nên các chị đừng hỏi em nhá. Em đã ghim cái giá và cái size rất là đầy đủ trên cái livestream của em rồi đấy ạ. Size của nó từ 40 tới 85kg là bên em có size. Màu thì màu đỏ đất, màu da và màu đen rất là sang luôn nhá. Giá bán 170 và cái mã của nó là mã V9. Các chị nhanh chóng chốt mã V9 cho em đi để em còn qua nhiều mẫu khác thật nhanh nhanh chóng cho em đúng không ạ? Ok, em cảm ơn chị đã khen em đúng không ạ? Chị Ốc Nhỏ nhá, ok, chị Huyền Ly chốt đơn rồi, chị Trương Mạnh chốt đơn nhá. Chị Tăng Yến chốt đơn, chị Chu Thúy chốt đơn rồi nhá. Chị Huyền Lê chốt đơn rồi này, ok chị Quỳnh Ngoan comment cho em V9 và kèm theo số điện thoại nhá. Ok, chị Hương Ngọc Lan chốt đơn, chị chân váy lấy một cả set đúng không ạ? Chị Ngô Hải chốt đơn, chị Nguyễn Hiền chốt đơn, chị Phương Lê comment lại cho em nhá. Chị Vi An chốt đơn, chị Phạm Hương chốt đơn rồi nhá. Ok này, nhanh chóng comment cho em, chị Trường Mạnh chốt đơn rồi đấy ạ.
Chị 57kg mặc size L cho em mới vừa nhá, chị Tăng Yến nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là chiếc size S thôi, còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok, chị Quỳnh Ngoan comment cho em V9 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị nào muốn thích lấy cả set thì comment cho em cả set để em còn qua mẫu phát thật nhanh đúng không ạ? Em sẽ qua một cái váy xếp tầng ngay bây giờ đúng không ạ? Em sẽ qua một cái váy xếp tầng ngay bây giờ đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Rồi chị Vi An chốt đơn, chị Lục Tiểu Phụng chốt đơn rồi, chị Linh Vi An comment lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Linh Chi chốt đơn rồi đấy ạ, 170 chị Mai Lusubu nhá. Chị ơi cả set mặc là 430 chị nhá. Các chị thích lấy cả set thì có thể kết hợp như sau này. Chân váy hồng nu là chân váy khói, chân váy trắng kết hợp màu đen cho em đúng không ạ? Còn màu đen thì các chị có thể kết hợp màu đầu đất hoặc là màu da, rất là sang, rất là ok luôn nhá. Một set đang mặc trên người là 430 đúng không ạ? Ok, chị vợ B một set 430. Chị nào mà thích cái set này đang mặc trên người thì comment cho em cả set V9 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Oanh Nguyễn 51kg mặc size M cho em, chị Vinh Còi 45kg mặc size S cho em nhá. Em xin nhắc lại chiếc này áo cho em đúng không ạ? V9 170 có 3 màu đỏ đất, màu da, màu đen, rất là sang luôn. Có mã, có số điện thoại mới chốt được hàng, không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng nhá. Ok, chị Thị Nở chốt đơn rồi nhá. Chị hay Doanh Phạm Nguyễn hỏi áo bao nhiêu vậy đúng không ạ? Áo bên em 170 để lại cho em nhá. V9 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Chị Hương Ngọc Lan 53kg mặc size M cho em, comment cả số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Ok, chị video chất đơn rồi đấy ạ. Đầm đi tiệc sẽ like sau nhá. 70kg mặc size 2XL cho em nhỉ đúng không ạ? 2XL cho em nhá. Chị Mizu Quỳnh Thuy, ok chị yêu của em này, có mã có số điện thoại mới chốt được hàng nhá. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Phương Kim Dung ơi, hai cái V9 ok, chị Trung Vũ chốt đơn rồi nhá, chị Kim Phương chốt đơn rồi nhá, có màu đen chị nhá. Rồi chị Ngô Hải chốt đơn, chị Tuyết Vi 56kg mặc size L cho em nhá. Rồi chị Oanh Nguyễn đổi lại màu da, màu ok chị yêu của em nhá. Chị Lê Thuận chốt đơn V9 rồi đấy ạ. Đầm đi tiệc là em la sau đúng không ạ? Chốt đơn chị rồi nhá, chị Linh Chi nhá. Rồi nhanh chóng cho em điểm qua một phát thật nhanh chóng đúng không ạ? Rồi V9 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chị Quỳnh Ngoan comment lại cho em theo cú pháp nhá. V9 kèm màu và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Chị Oanh Nguyễn chốt đơn, chị Mizu Quỳnh Thu chốt đơn, chị Huyền Lê chốt đơn, chị Lan Thị Trần nhá. Ok chị yêu của em này. Ok này, comment inbox lại cho em để mà báo nhân viên xử lý nhá. Một set 430.000 nhá chị Quỳnh Thu ơi, không phải đâu ạ. Chân váy 260 đúng không ạ? Chân váy 260, áo đang mặc trên người em thì là có giá bán là 170.000 mã V9 nhá. Ok chị Lê Thu chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn mua set này của em thì comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. V9 mê em có giá bán là 170.000 đúng không ạ? Còn chân váy là 260 nhá. Chân váy 260, màu hồng nu, màu khói, màu da, rất là sang luôn nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã này thì em thì comment cho em nhá đúng không ạ? Rồi ok, chị Thảo Ly thì chân váy màu đen ok 260 đúng không ạ? Rồi còn mã nào thì em còn sẽ qua mã khác thật nhanh đúng không ạ? Em sẽ qua một cái chân váy, em sẽ qua một cái váy này nhá. Lên còn chị nào mà muốn đặt V9 thì em nhanh chóng comment V9 cho em để em chuyển qua mẫu khác luôn nhá. Chị Bích Thủy chốt đơn rồi đấy ạ. Ok chị yêu của em nhá. Ok này, đôi cạnh đôi 15 có size 32. 32 là size gì chị? Áo không có size 32 mà chỉ có size từ size S từ size 2XL với chị nhá. Rồi em sẽ qua mẫu khác luôn đi ạ. Để em xét các ok nhá. Chị Vinh chốt đơn rồi, chị Bích Thủy chốt đơn, Thảo Ly chốt đơn rồi nhá. Em sẽ qua một cái mã khác đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua V9 em thì cứ việc comment cho em V9 nhá. V9 của em thì vẫn có 3 màu. Màu đỏ đất này, màu da, màu đen rất là sang luôn đúng không ạ? Em sẽ qua một cái khác nhá. Ok chị yêu là chị Lan Trần đúng không? Ok chị nhá. Rồi, em sẽ qua một cái màu này nhá. Em sẽ qua một cái váy này đúng không ạ? Các chị đây, một chút em sẽ thay đồ nhá. Em sẽ qua một cái váy rất là xinh luôn, váy xếp tầng của nhà em rất là xinh luôn và giá cũng rất là rẻ luôn các chị nhá. Có hai màu này, màu hồng nu và màu vàng, hoa vàng rất là sang luôn các chị nhá, rất là sang luôn. Em sẽ qua nhanh các mẫu luôn các chị lên, sẽ không để các chị đợi lâu đâu ạ. Rồi em sẽ qua một cái mã áo mà một cái mã váy này của nhà em đúng không ạ? Mã này vã V28 hôm trước nhá đúng không ạ? Em sẽ qua cái mã này nhá. Đôi bên cạnh sau 15 có size 32 không chị, là đôi này em có bán giày dép không chị nhỉ? Chị Như Hằng chốt đơn, chị Thanh Lê 57kg mặc size L cho em nhá. Chị Quỳnh Ngoan chốt đơn rồi đấy ạ. Ok chị Hằng gì đấy ạ? Hằng Vico đúng không ạ? Rồi, các chị ơi có chị nào mà yêu thích cái mã V28 nha em không? V28 nha em thì có giá bán là vẫn là 280.000 đúng không ạ? V28 em có giá bán 280. Nên chị nào mà thích cái váy này của em thì comment cho em nhá. V28 của nhà em có giá bán là 280.000 đúng không ạ? Rồi em sẽ qua cái mã này nhá.
Rồi, chị một chút thoáng qua em ở ngoài Hà Nội nhá. Chị Bích Thùy 49kg mặc size size MV9 cho em nhá. Comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em nhá. Ok, chị Ngọc Thơ Nguyễn này. Rồi, có chị nào mà yêu thích cái mã V28 nha em với giá bán là 280.000 không ạ? Thì nhanh chóng comment cho em nhá. V28 nha em đúng không ạ? Chân váy 3 tầng đây không phải, chân váy 3 tầng thì 260 vẫn 260 nhá chị Thanh Thu Thảo nhá. Chị Lương Thị áo 170 đúng không ạ? Áo 170 nhá, em sẽ treo lại cái mã này V9 cho chị nhìn nhá. Mã V9 nha em vẫn là 170.000 đúng không ạ? Chị nào mà thích cái chân cái mã V9 nha thì về comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Chân cùng một dòng comment cho em được không ạ? Ok nhá chị. Chị Tiến 1 là chị gì đây? Chị Huỳnh Nhân 68kg mặc size XL cho em nhá. 54kg mét 48 chị mặc size S cho em, size M cho em được không ạ? Rồi, em sẽ qua một cái mã này đúng không ạ? Mã này của em đây là mã V28 nhá. Nên chị nào mà thích cái mã V28 của em thì comment cho em nhá. V28 em có giá bán là 280.000 đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn, em xin nhắc lại đẹp. Hiện tại thì em đang cầm trên tay là một chiếc size S đúng không ạ? Còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đấy chị nhá. Cho chị xem váy màu vàng sau lưng chị đúng không ạ? Màu vàng là váy nào chị nhỉ? Cái váy này đúng không ạ? Váy này váy kẻ chị ạ. Máy thì em bán là 250. Chị một chút tháng qua comment lại để em trả lời câu hỏi của chị đúng không ạ? Rồi có chị nào mà yêu thích cái mã V28 nha em với giá bán 280 thì comment cho em nhé. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Chiếc váy này bên em có đủ size này. Từ size S cho tới size 3XL là bên em có size. Từ size S cho tới size 3XL tức là từ 40 cho tới 75kg là bên em có đủ size nhá. Từ 40 tới 75kg là bên em có size đúng không ạ? Chị Huệ Đặng ơi, 18k em đã xả cái set A28 ngay từ đầu tiên rồi nhá. Bây giờ chị vào hơi muộn đúng không ạ? V9 em thì vẫn có giá bán là 170.000 nhá. Rồi áo bao nhiêu? 170 chị nhá. 170 đúng không ạ? 170 chị nhá. Áo đen bao nhiêu chị đúng không ạ? Áo đen em vẫn có giá bán là 170 với mã nó V9 đúng không ạ? Rồi chị nào mà thích cái set này của em thì chụp lại màn hình và gửi hình quay móc cho em đúng không ạ? V28 60kg mặc size XL cho em nhé chị Sim Nguyễn nhá. V28 em có giá bán là 270.000, em sẽ giảm giá nhá, từ 350 xuống còn 270.000 đúng không ạ? V28 nhà em này có đủ size nhá. Có hai màu này, màu hồng nút này, màu hồng nu và màu vàng nha, mặc trên người đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Với giá bán của chiếc V28 này là 270.000 nhá. Nên chị nào mà thích cái mã này nhà em thì comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Váy đang mặc là 270.000 nha chị Hiền Ốc nhá. Chân váy kia đúng không ạ? Chân váy kia là 260 nhá, mặc thử chân váy bên kia đúng không ạ? Chân váy bên vẫn có giá là 260.000 đúng không ạ? Chân váy rất là xa luôn, có rất là nhiều màu luôn các chị nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã này của nhà em thì comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình, nó rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. V28 em có hai màu này, màu hồng nu và màu vàng, rất là sang luôn các chị nhá. Nên các chị mua hàng của bên em thì comment này V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Hay em sẽ thử sang màu hồng cho chị xem, rất là sang luôn đúng không ạ? Em sẽ thử sang màu hồng các chị nhá. Em thì em cao 1m6 và em nặng 47kg, hiện tại em đang mặc size S đúng không ạ? Rồi, áo sau lưng 170 thì trang mã là V9 nhá, comment cho em được không ạ? Chị Thu Phương 1m55 nặng 53kg mặc size M cho em nhá. Chị Phương Thảo đúng không ạ? Chị Phương Thảo là em sẽ chuyển qua màu hồng này luôn lập tức đúng không ạ? Thế chị để em một chút nhá. Ok, chị Trang mới vào đúng không ạ? Chị muốn hỏi cái mã V9 bên em đúng không ạ? V9 bên em thì vẫn có giá bán là 170.000 thôi chị nhá. Em sẽ thử sang cái màu hồng nút cho các chị xem đúng không ạ? Em sẽ thử sang màu hồng nút nhá. Với giá bán của chiếc V28 là 270.000 các chị nhá. Em sẽ chuyển sang mã V28 rất là xinh luôn, màu hồng nút rất là sang luôn các chị nhá, rất là sang luôn đấy ạ. Mùa hè này thì khi ra ngoài đường thì không thể thiếu những chiếc váy len khi ra ngoài đường đúng không ạ? Mặc rất là xinh luôn các chị nhá. Chị phiêu bạc 38kg mặc size S cho em nhé chị nhé. Chị đời phiêu bạc nhé. Chân váy bên vẫn còn giá bán 260. Để em một chút em sẽ cho chân váy xem chân váy đúng không ạ? Rồi em sẽ qua màu hồng nút cho các chị xem này.
đấy là 170, mã là V9 nhá chị Hesu Như nhá. Váy đang mặc 270 chị Tiku mã V28 nhá. Chân váy thì bên vẫn có giá bán là 260.000, còn váy đang mặc trên người mã là V28 với giá bán của nó là 270.000 đúng không ạ? Chị Phòng Hồng Phương, em sẽ chốt tất cả mọi người chị Hồng Phương nhá. Rồi còn chị nào mà yêu thích cái mã này của nhà em thì viết comment cho em đúng không ạ? V28 nhà em có giá bán là 270.000 nhá. Em sẽ qua lại cái chân váy cho chị mới vào đúng không ạ? Xem đúng không ạ? Chân váy bên em thì có rất là nhiều màu luôn nhá. Đây là màu hồng nu này, đây là màu khói và đây là màu màu trắng đồ, rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Còn đây là chân váy em vừa mặc xong đúng không ạ? Rất là sang luôn. Cái chiều dài của nó thì chỉ tới mắt cả chân thôi các chị nhá, mắt cả chân thôi các chị nhá. Còn cái chân váy đang mặc thì là V28 với giá bán của nó là 270.000. Chị nào mà thích cái mã V28 thì comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Rồi ok, chị Linh Xu comment lại cho em là V28 không phải là mã A28 nhé chị Linh Xu nhá. Comment lại cho em V28 đồ màu hồng đúng không ạ? Rồi, còn chị nào mà yêu thích cái mã này thì không nhé em, nếu không thì comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của nó là 270.000 một chiếc này thôi ạ. V28 nhá. Rồi ok, chị Đào Ngọc Bích chốt đơn V28 này. Lấy màu màu sami là gì ạ? Màu hồng nút đúng không ạ? Ok này. Chị Linh Xu chốt đơn V28 này. Nhưng mà chị Linh Xu comment lại cho em nhé, V28 trên cùng một dòng cho em đúng không ạ? Chị Thảo Vi ơi, đầm bên có giá bán là 270.000, mã là V28 chị Thảo Vi nhá. Comment cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại được không ạ? Chị Diệu Nguyên ơi, V28 bên có giá bán là 270.000 đấy chị nhá, 270.000 thôi. Chị nào mà thích cái mã này nhà em thì comment cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Có hai màu cơ bản là màu hồng nút và màu vàng, rất là đẹp luôn nhá. Chị Huệ Bùi 40kg chị mặc size S cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Hiện tại đang em đang mặc trên người là một chiếc size S đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người một chiếc size S rất là sang luôn nhá. Còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Chị nào mà hơi gầy gầy một chút thì có thể mặc sang màu hồng nu hoặc màu này cũng được, ok hết ạ. Mặc ok hết các chị nhá. Ok, chị Đào Bích Nguyễn lấy V28 hai màu, comment cho em V28 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại. Em xin nhắc lại cái giá bán của cái V28 bên em là 270.000 một chiếc đúng không ạ? A28 màu đó đúng không ạ? Đây là V28 không phải là A28 đâu chị Lanh Xu ạ, V28 chị nhá. Rồi, chị nào thích cái mã này nhà em thì comment cho em nhá, V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Cái váy này đằng trên chỗ bụng của nó là ôm đúng không ạ? Là ôm nhá, còn dưới nó xòe, mặc rất là mát luôn. Chất liệu của chiếc váy là von cát, rất là mát luôn các chị nhá, mà giá của nó thì vô cùng rẻ luôn, chỉ có 270.000 một chiếc thôi. Chân váy rét tầng rất là hot đấy ạ, hot năm nay đấy ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Đang mặc trên người em hiện tại là một size S, còn cái chiếc size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều các chị nhá. Rồi, còn chị nào muốn mua cái mã này không thì em sẽ qua mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Nhanh chóng đúng không ạ? Còn chị nào vẫn yêu thích cái mã V9 nha em vừa xong thì có thể comment cho em nhá, V9 nhá, kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Còn chị nào vẫn thích lấy cả set V9 thì comment cho em cả set V9 hoặc là chân váy và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. V9 170 này, màu đỏ đất này, đây là màu da rất là sang luôn này. Còn đây là màu đen rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị nào mà yêu thích cái mã V9 của nhà em thì comment cho em V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Với giá bán của chiếc V9 này là 170.000 nhá. Size của nó thì bên em có đủ size từ size S cho tới size 3XL, bên em có size của chiếc áo này nhá. Với giá bán của chiếc V9 là 170.000 đúng không ạ? 170.000 chiếc V9 này em vừa có mặc rất là bán rất chạy rồi đấy ạ. Đầm em mặc có giá bán là 270.000 nhá chị nhá. 270.000 đúng không ạ? Chị Vũ Thị Sĩ ơi, giá bán V9 là 170.000, còn V28 đang mặc trên người đây có giá bán là 270.000 đúng không ạ? Chất liệu của cái áo này là chất liệu rất là thun, rất là mát, chất kiểu tăm tăm, rất là mát luôn các chị nhá, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc V9 nhà em thì cứ việc comment cho em nhá. V9 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn được không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn, em có vừa mặc thử và rất là chạy rồi đấy ạ. Đây là màu đỏ đất này, còn đây là màu da này, đây là màu đen, rất là đẹp luôn được chưa ạ? Còn hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy V28 rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Nên chị nào mà yêu thích cái mã V28 nha em thì comment cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? V28 nha em thì có hai màu, màu này là màu hồng nút này,
Còn màu này là màu da, à màu này màu vàng rất là sang luôn các chị nhá. 52kg thì chị mặc size M cho em, chị Lê Hoàng Lê biết nhá. 52kg mặc size M cho em đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ qua một cái mã khác nha em đúng không ạ? Đây là cái mã váy váy ôm đúng không ạ? Váy ôm body rất là sang luôn. Cái mã này bên em có mã gọi là mã V8 đúng không ạ? V8 bên em có giá 190 nhá. Có rất là nhiều màu luôn này. Đây là màu rêu này. Còn đây là màu da rất là sang luôn đấy ạ. Màu này màu da. Còn đây là màu rêu nhá. Đầm em mặc thì có đủ size từ size S cho tới size 3XL chị Võ Yến nhá. Hiện tại em đang mặc trên người em là một chiếc size S đúng không ạ? Em cao 1m6 và em nặng 47kg và em hiện tại đang mặc size S nhá chị nhá. Màu đỏ V28 đúng không ạ? Comment cho em nhá. Rồi comment cho em V28 chị Thúy Nguyễn nhá. Chị 52kg mặc size M cho em chị Thúy Nguyễn nhá. Chị Hòa Lê Bích lấy V952kg mặc size M cho em chị Hòa Lê Bích nhá. Comment cho em nhá. Mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Có mã còn số điện thoại của mình trên cùng một dòng em mới chốt được đúng không ạ? Còn xin giới thiệu tất cả các chị, đây là mã V8 nhà em nhá. V8 em thì vẫn có giá bán là 190.000 thôi. V8 190.000 rất là đẹp, rất là sang luôn. Có 3 màu cơ bản nhá, màu hồng nụ, màu hồng nhạt này. Còn đây là màu rêu, còn đây là màu da đúng không ạ? Rêu 190 nhá chị Trà. Chị Chi Dung Phan ơi, rêu 190 nhá, vừa giá bán là 190 và mã là mã V8 đúng không ạ? Chị nào yêu thích cái váy ôm body, hiện tại đang cầm trên tay là một chiếc size rất là nhỏ xíu luôn ý ạ. Còn cái chiếc size M, size XL sẽ to hơn rất là nhiều chị nhá. Chị nào yêu thích cái mã này nhà em thì việc comment cho em mã kèm màu kèm theo số điện thoại. Còn cái nằm trên người em là mã V28, vừa giá bán của nó vô cùng rẻ luôn là 270.000 đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Rồi, ok chị Hòa Lê Bích có lấy thì comment cho em cả số điện thoại luôn cho em nhá. Chị Trần Đào V28 48kg, 47kg mặc size cho em như cho đẹp đúng không ạ? Tại vì em cũng cao 1m6 và em nặng 47kg chị nhá. Váy em đang mặc có mã là V28 với giá bán là 270 chị Mai Thanh nhá. Comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Các chị ơi, các chị mua hàng của bên em này, các chị comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại thì mới chốt được hàng nhá. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Em xin giới thiệu cái chiếc váy của nhà em đúng không ạ? Cái hai dây của chiếc váy này thì là nó đính ngọc trai rất là sang luôn các chị nhá. Hai dây của nó không phải là hai dây thường đâu mà nó đính ngọc trai rất là sang luôn đấy ạ. Ok chị Nguyễn Cúc xin chào này. Ok chị Chi Đinh lấy đầm đang mặc chị có thể comment chọn cả mã trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Chị comment lấy đầm em mặc số điện thoại thì em sẽ không chốt được hàng đâu ạ. Ok chị Thủy Nguyễn cho đơn V28 tiếp theo rồi nhá. Chị Chi Đinh ơi, chị comment lại cho em đầm đang mặc là V28, comment lại cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em rất là sang, rất là xinh luôn đấy ạ. Còn chị nào mà vẫn yêu thích cái mã V8 nhà em thì comment cho em nhé. V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại. V8 nhà em vẫn có giá bán là 190.000 đúng không ạ? Ok này, chị Minh Bảo đúng không ạ? Các chị ơi, bên em đã livestream nhỏ bên em gửi hàng như thế nhá, chị yên tâm khi mua hàng của bên em đúng không ạ? Chị dâu Tây Tây ơi, V28 63kg mặc size XL cho em nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S. Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi nên còn chị nào muốn sở hữu chiếc này thì comment thật nhanh cho em để qua những mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Rồi ok, chị Thanh Kiều chốt đơn nhá. Chị dâu Tây Tây bổ sung cho em số điện thoại luôn cho em nhá. Ok, chị Oanh Nguyễn chốt đơn này V8 màu da đúng không ạ? Rồi ok, chị Nguyễn Cúc V8 28 màu vàng, ok chị. Rồi chị Lê Tiến lấy V28 giá 270 chị Lê Tiến nhá. V28 270 rất là sang, rất là đẹp luôn các chị nhìn xinh không? Rất là xinh luôn nhá. Không free ship được chị Anh Nguyễn ơi, giá rất là rẻ rồi. Ok chị Chi Đinh chốt đơn rồi nhá. Chị Nguyễn Phúc An lấy cái mã nào chị để số điện thoại size XL sẽ không chốt được hàng chị Phúc An nhá. Ok chị Trần Đào chốt đơn V28 hai chiếc, một chiếc màu hồng, một chiếc màu vàng đúng không ạ? V28 em có giá bán là 270.000, em sẽ qua đằng sau rất đẹp các chị nhá. Đằng sau nó rất là xinh luôn, dáng rất là ôm body, rất là sang luôn, rất là xòe, đẹp, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chị Minh Bảo ơi, bên em đã livestream nào thì bên em gửi hàng cho chị đúng như thế đúng không ạ? Bên lên bên em khi mà bên em đã hợp đồng với bên Viettel ấy thì trước khi bên em hợp đồng là bên em đã không sử dụng cái dịch vụ đồng kiểm đúng không ạ? Nhưng mà các chị mua hàng của em yên tâm nhá, sai hình bên em hoàn tiền, không vừa bên em sẽ đổi sai cho khách đúng không ạ? Các chị yên tâm khi mua hàng của bên em đúng không ạ? Chị Võ Yến 54kg mặc size M cho em nhá. Chị Bích Ngọc ơi, size S từ 40 cho tới 47kg mặc size S cho em ấy đúng không ạ? Rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Phúc An, tức là chị Phúc An muốn lấy đầm đang mặc trên người thì chị comment lại cho em là V28 nhá, tại vì chị comment số điện thoại không ấy thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Đào Thị Hương đúng không ạ? Chị Hương ơi, váy này em mặc là V28 có giá bán 270 nhá chị Đào Thị Hương nhá, rất là đẹp, rất là rẻ luôn đấy ạ.
chị nào mà thích cái mã đang mặc trên người em nhá, giá mã là V28 với giá bán của V28 nha em 270.000 nhá. Chị Đào Thị Hương có lấy thì comment cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cho em trên cùng dòng comment đúng không ạ? Chị Dương Tiến cũng thế nhá, đầm đang mặc là 270 nhá, không free ship được đâu ạ. Chị Phương Nhâm đúng không ạ, váy đang mặc 40kg mặc sẽ cho em chị Phương điện nhá, comment cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại, rất là sang luôn. Các chị lưu ý cho em nhá, cái dây của chiếc áo này thì là nó đính ngọc trai nhá, chứ không phải là cái dây thường nhá, nên là mặc lên rất là sang người luôn các chị ạ, mặc lên rất là sang luôn nhá. Đây là dây đính ngọc trai của nó đấy ạ. Ok này. Ok chị Minh Bảo, chị yêu của em nhá. Rồi ok, không hở đâu chị nhá, chị mặc màu vàng đi, em vừa mặc màu vàng rồi. Ok chị Phúc An rất là sang luôn nhá. Rồi ok, chị Hằng Vương chốt đơn rồi đấy ạ. Ôi nhưng mà chị Hằng Vương ơi, chị có thể comment lại cho em được không ạ? V9, tức là chị muốn lấy cái áo màu nâu vừa xong đúng không ạ? Ở đất đúng không ạ? Đây là mã V9 nhá, comment cho em V9 và kèm theo số điện thoại nhá. Chị comment mỗi số điện thoại không thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Nhà em mua hàng bên em thì bên em phải có mã và có số điện thoại nhá. Tại vì bên em có rất là nhiều hàng một ngày chị nhá. Màu vàng đi chị. Ok, chị Đào Thị Hương chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Kim Vượng ơi, có màu gì đúng không ạ? Em xin nhắc lại những chị vào sau đúng không ạ? V28 em này có hai màu nhá. Đẹp chưa? Xinh chưa? Yêu chưa? Ôi quá xinh luôn. Ok, chị Oanh Nguyễn này có size nhá, chị Oanh Nguyễn nhá, có đủ size hết nhá. Chị phải comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình thôi nhá. Chị Phương Niệm ơi, 170.000 chính xác luôn, comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Bên em có tặng nhá, chị Minh Bảo nhá, chị Đào Thương cho đơn rồi đấy ạ. Rồi, còn chị nào mà yêu thích cái mã V28 nha em thì cứ việc comment cho em nhá. Thực sự là mặc cái váy này trên người rất là sang luôn nhá. Rất là sang luôn đấy ạ. Chị Đen mặc màu hồng nút cho em cho đẹp nhá, chị Đào Thị Hương nhá. Chị Đen mặc màu hồng nút cho em đi, cho em cho sang nhá. Chị Hằng Vương em vừa có mặc trong livestream vừa xong rồi đấy ạ. Tại giờ em cũng livestream là hơi khá lâu, gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào chốt nốt cái mã V28 thì chốt nốt cho em nào để em còn qua cái màu khác bên em đúng không ạ? V28 với giá bán của nó là 270.000, rất là sang luôn, đằng sau thế hệ xinh chưa? Rất là xinh luôn đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người em là size S nhá. Chị Đào Thị Hương, chị 44kg mặc size S cho em, chị Đào Thị Hương nhá. Chị Ngô Hải chốt đơn rồi đấy ạ. Chị Ngô Hải lấy V28 màu vàng 54kg mặc size M cho em nhá, chị Ngô Thị Hải nhá. Chị Vũ Thị Hương ơi, váy đó là 270.000 chị Vũ Thị Hương nhá. 270.000 đúng không ạ? Thu tiền mà không sao. Ok, chị Minh Bảo inbox cho em để em báo nhân viên em xử lý đơn hàng của chị đúng không ạ? Chị Võ Yến cho đơn V8, ok chị yêu nhá. Không phải V8 đâu, chị Võ Yến là V28 nhá, chị nhá, comment lại cho em đi ạ. V28 đem phần qua mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? Đây là đằng sau của nó nhá. Đằng sau hai dây rất là sang luôn nhá, ba tầng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Giá 270.000, dây của nó là dây đính ngọc trai nhá. Ở cái sườn váy của nó thì cũng là đính ngọc trai luôn, các chị rất là sang luôn nhá. Ok này, chị Thanh Vi đúng không ạ? Phía sau cho em xem đúng không ạ? Phía sau đây chị. Rất là sang luôn đúng không ạ? Phía sau rất là đẹp luôn nhá. Cái giá 18k vừa xong này em đã bán cái set áo gen A28 vừa xong là hết sạch rồi chị nhá. Chị vào hôm nay vào hơi muộn đúng không ạ? Chị Minh Bảo ơi, kết thúc livestream em sẽ kiểm tra đơn hàng của mình đúng không ạ? Vì bên em rất nhiều đơn hàng một ngày nhá. Em xem trên này còn ai ở đây. Chị Nhàn Đỗ cho chị bộ đang mặc comment cho em nhá, mã kèm màu và kèm theo số thẳng của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Còn chị nào mà vẫn yêu thích cái mã cái chân váy xếp tầng nhà em thì comment cho em nhá. Chân váy xếp tầng đây vẫn giá bán là 260 nhá. Có rất là nhiều màu luôn nhá, có cả màu đen luôn. Màu đen thì bao giờ các chị kết hợp quần áo rất là chuẩn luôn đấy ạ. Ôi dồi ôi, cái này mặc thì lên người thì thực sự là quá sang luôn, không phải là sang luôn đâu ạ. Ok, chị Lưu Như Hoa trúng game đúng không ạ? Thế bên em có đến chốt hàng với chị chưa, chị Lưu Như Hoa? Ok, chị Võ Hiến cho đơn V28, màu chị đang mặc là màu hồng nút nhá. Chị Loan Bùi ơi, bao nhiêu kg mặc vừa váy này đúng không ạ? Hiện tại thì em đang mặc trên người em là một chiếc size S nhá. Còn các chị mua hàng của em, các chị cứ để cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn size đầy đủ tất cả mọi người đúng không ạ? Ok, chị Phương Cao cho đơn V28 màu hồng tiếp theo nhá. Em xin nhắc lại cái chiếc V28 nha em đúng không ạ? V28 em có giá bán là 270.000 và giá này là giá chia sẻ cho em nhá. Tại bán trên cửa hàng của em V28 nha em là 350.000 đúng không ạ? Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 350 xuống còn 270.000, rất là đẹp luôn nhá. Ok, chị Nhàn Đỗ chất đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Minh Bảo đúng không ạ? Trúng game của em đúng không ạ? Ok, chị yêu của em nhá. Ok, chị Thanh Vi đúng không ạ? Chị mét 64kg mặc size M cho em nhá. Comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị nào mà hơi gầy một chút ý thì các chị có thể mặc sang màu hồng nút cho em nhá. Còn chị nào mà người hơi mập một chút ý thì các chị có thể mặc sang màu vàng, rất là ok luôn nhá. Ok nhỉ? Ok, chị Mai Nguyễn đúng không ạ? Cảm ơn chị nhá.
Rồi chị Kim Vượng chốt đơn V28 màu vàng tiếp theo. Rồi còn chị nào chốt lốt cái mã V28 cho em để em còn qua mẫu khác thật nhanh đúng không ạ? V28 em có giá bán 270 nhá. Ok chị Thanh My nhá. Ok chị yêu nhá. Rồi ok chị này. À, chị Lưu Như Hoa đúng ạ. Rồi thì em sẽ nhắc nhân viên nhà em sau khi kết thúc cái livestream này chị Lưu Như Hoa nhá. Chị Vũ Lê ơi V28 nha. Ok chị yêu của em comment cho em nào. Mã kèm màu và kèm theo số thoại. Rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Dây của nó, dây quay áo của nó thì là thường thường là đính ngọc trai, rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Chứ không phải là dây thường đâu ạ. Hai bên sườn váy của chiếc váy thì nó có ngọc trai, rất là sang luôn, các chị nhìn thấy không? Rất là sang luôn đúng không ạ? Váy của nó chất liệu van cát rất là đẹp, rất là mát luôn, mà là ba tầng rất là sang luôn nhá. Rồi ok chị Thanh My nhá. Chị Phương Lê ơi, chị mét 55, chị nặng 65 kg bằng size XL cho em đúng không ạ? Comment cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Chị Vũ Anh Ngọc ơi, chất liệu của chiếc váy này là chất liệu van cát rất là mát luôn, rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là mát, rất là sang luôn. Nên chị nào muốn chốt cái mã V28 em thì chốt thật nhanh chóng cho em đúng không ạ? Để lại cho em V28 kèm màu và kèm theo số thoại, rất là xinh và rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi ok chị Lịch Nguyễn chốt đơn V28 size L tiếp theo nhá. Ok chị Vũ Lê 57 kg mặc size L cho em được không ạ? Rồi ok nhá, chị Khánh Linh đúng không ạ? Chị Khánh Linh, chị Minh Bảo trúng game của em hồi nào em chưa đã đọc chị Minh Bảo trúng game bao giờ, chị xem lại cho em đúng không ạ? Chị Vũ Lê 57 kg mặc size L cho em chị nhá, mặc size L cho em đúng không ạ? Còn chị nào mà vẫn yêu thích cái mã V9 của em đúng không ạ? V9 của em thì vẫn có giá bán là 170 đúng không ạ? Em sẽ qua nhanh tất cả các mẫu chị xem nhá. Chị Phương Lê, chị Khánh Linh có size L nhá, chị Phương Lê cũng có size 2XL luôn đúng không ạ? Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S đúng không ạ? Còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn nhá. V28 em có giá bán là 270.000 nhá. Rồi ok chị Mai Nguyễn cho đơn V28 rồi đấy ạ. V28 em có giá bán là 270.000, rất là sang luôn. Mặc mùa hè này rất là sang luôn các chị nhá, rất là sang luôn đấy ạ. Có hai màu cơ bản là màu hồng nút đúng không ạ? Màu hồng nút và màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Rồi ok chị Hà Linh lấy hai chiếc size L V28 comment cho em cả mã kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Chị Lê Thị Hoa ơi, có size XL chị yêu của em nhá. Chị Thanh My ơi, có rất là nhiều người chị nhá. Chị Ánh Ngọc ơi, ship nội thành Hà Nội là 25.000 đúng không ạ chị Ánh Ngọc nhá? 25.000 thôi chị nhá. Còn chị nào muốn sở hữu V28 nha em thì cứ việc comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại chuẩn bị cho em nhá. Chị Hà Linh comment lại cho em cả mã, tại vì chị comment mỗi số điện thoại không thì sẽ không chốt được hàng đâu chị nhá. Đây là V9 em 170, rất là sang. Đây là cầm, đây là em đang cầm trên tay size S nhá. Size S nhỏ xíu luôn, còn cái size M, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Còn chị nào mà yêu thích cái mã V8 nha em ấy thì có thể comment cho em nhá. V8 kèm màu và kèm theo số điện thoại. V8 nha em, đây là váy suộng, đây là váy ôm nhá, ôm body rất là sang luôn. V8 em thì vẫn có ba màu này, màu hồng này, màu hồng, màu da, em mới bổ sung thêm một màu da các chị nhá. Em mới bổ sung thêm màu da nhá, còn màu hồng và màu rêu rất là nhiều luôn nhá. Rồi ok chị Minh Bảo nhá, rồi ok chị yêu của em này. Chị Hà Linh ơi comment lại cho em V28 kèm màu kèm theo số thẳng mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Tiên Lê ơi 270 với mã V28 đang mặc trên người có màu hồng nu, có màu hồng nút và màu vàng rất là đẹp, rất là sang luôn nhá. Chị Bích Hoàng ơi ship mà đi Đồng Nai 30.000 chị nhá. Chị Phương Lê ok, chốt đơn nhưng mà chị không để mã em sẽ không chốt đơn hàng của chị Phương Lê nhá. Comment cho em mã kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Rồi, sau lưng không hở chị ạ. Đây sau lưng đây thì sau lưng này không hở luôn. Sang luôn. Chị Lê Thị Hoa ơi, váy em không có màu đen thì em không có màu đen đâu ạ. Rồi còn chị nào chốt lốt cái mã này thì để qua những mã khác đúng không ạ? Chị Tiên Lê đầm đang mặc 270 nhá, có 3 tầng rất là sang luôn nhá. Dây áo của nó dây áo ngọc trai, hai bên sườn váy cũng là ngọc trai luôn chị nhá. Cho chị xem áo đờ mà ở sau màu hồng áo nào nhỉ? Chị Vũ Lê nhỉ? Cho chị xem cái áo màu hồng áo nào ạ? Em sẽ like ở những live stream sau đúng không ạ? Chị Lê Thị Hoa ơi, váy đẹp em có, chị đang hỏi một mã nào, các chị muốn hỏi mã nào các chị comment mã và để số điện thoại thì em sẽ tư vấn size đúng không ạ? Chị Phương Lê đúng không ạ? Chị Phương Lê. Rồi thế này nhé chị nhá. Em sẽ qua lại từng mẫu cho chị nên các chị mua cái mã nào thì để lại mã cho em cho nhanh đúng không ạ? Chứ em nói giờ nhiều chị hỏi em chẳng biết trả lời cái mã nào đúng không ạ? Chị Diệu Lê chân váy hồng 260, hồng nút 260, chất liệu gen rất là sang luôn. Ok chị Lê Thị Hoa muốn lấy cái em đang mặc thì comment cho em V28 nhé và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé. Chị Võ Karaoke đúng không ạ? Thích mã nào comment cho em mà lấy đúng không ạ? Em xin nhắc lại này, đây là mà em đang mặc trên người em được là một cái mã V28 nhá, với giá bán của nó là 270.000 đúng không ạ? Với giá bán là 270.000 nhá. Cái đầm cam hồng treo ở sau. Đầm này đúng không chị? Đầm này là đầm xòe kẻ hồng.
giá bán 220 chị nhé. Chụp lại màn hình cho em. Chị Jenny Trần ơi, cứ để lại cho em theo cú pháp nhé. V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em đúng không ạ? Vì bên em đã có đủ size nhá, từ size từ 40 cho tới 85kg là bên em có size đúng không ạ? Ok, chị Hà Linh chốt đơn rồi nhá. Váy đang mặc bên em có mã là V28 với giá bán của nó là 270.000 đúng không ạ? Chị Jenny Trần ơi, chị có thể comment cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình thì ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt hàng, chốt size, chốt màu với chị đúng không ạ? Bên em có đủ size nhá. Chị Diệu Lê ơi, chị 45kg mặc sẽ cho em nhá, chị Diệu Lê nhá. Không van cầm gần cái đen đúng không ạ? À đây là áo không phải váy đâu chị ạ. Đây là áo trễ vai chị ạ. Đây là áo trễ vai chị nhá. Ok chị Hà Linh này. Chị đồng hành, chị m50, chị nặng 40kg mặc size S cho em nhá, chị đồng hành nhá. Comment cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em được không ạ? Chị Lê Thị Hoa cũng comment cho em nhá, V28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng đâu các chị nhá. Rồi nhanh chóng đem kết thúc cái live stream đúng không ạ? Các chị comment nhanh chóng cho em để em muốn kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Cho chị xem mã nào nhỉ? Rồi, còn chị Đàm yêu thích cái mã này V28 nên chị chốt lót cho em nhá. V28 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình cho em trên cùng dòng comment nhá. Ok, chị Phương Lê chốt đơn V28 size 2XL, màu bạn đang mặc là màu hồng nút. Ok chị yêu này. Rồi em sẽ qua lại cái mã khác, em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Ok chị Lê Thị Hoa. Chị Lê Thị Hoa, ok chị này. Đây là áo trễ vai chị ạ. Áo trễ vai mặc được hai kiểu, trễ vai và không trễ vai. Kiểu này các chị có thể đóng thùng mà không đóng thùng đều ok hết nhá. Đây đóng thùng phong thùng rất là sang luôn. Áo trễ vai này em chưa bán đâu, nhưng mà mấy nữa sẽ bán. Đúng không ạ? Còn cái này rất là nhiều màu luôn, rất là nhiều màu, rất là đẹp luôn các chị nhá, rất là đẹp luôn đấy ạ. Rồi em sẽ qua hai cái mẫu này rồi em sẽ kết thúc cái live stream này nhá. Nên còn chị nào đặt hàng thì em thì cứ việc comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Rồi, mẫu một live stream này em xin phép vào live khoảng 3 tới 5 mẫu rồi đúng không ạ? Rồi em sẽ làm những cái live stream tiếp theo nhá. Mã này của em là mã V9 nhá. V9170 màu đỏ đất. V9170 màu da. V9170 màu đen nhá. Ok chị Phương Sushi chốt đơn V28 tiếp theo size M màu hồng nhá. Chị Vũ Lê ơi, giá bán V9170 nhá. Comment cho em V9 kèm màu kèm số điện thoại cho em trên cùng dòng comment nhé. Rồi, em sẽ qua lại cái mã V8 nha, và em sẽ kết thúc cái livestream này nhé. Nên chị nào muốn mua hàng thì em cứ để lại cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn đúng không ạ? Đây là một cái váy ôm body, mã của nó là V8 với giá bán của cái váy V8 này là 190.000. Comment cho em nhé, V8 kèm màu kèm số điện thoại cho em trên cùng một dòng comment nhé. Em mới về bổ sung thêm cái màu da này. Hôm trước cái màu rêu nhà em bán số lượng rất là cực chạy chứ không phải là chạy trong một livestream, mà rất là chạy luôn nhá. Màu dê mà rất là sang luôn. Cái này bên có màu rêu này, màu da và màu hồng rất là sang luôn. Mã V8 vừa giá bán 190 nhá. Comment cho em đúng không ạ? V8 kèm màu kèm số điện thoại 190.000, rất là sang, rất là đẹp luôn nhá. Em sẽ chuyển lại cái chân váy nhà em nhá. Áo trễ vai nhà em có giá bán là 170 nhá. Trễ vai mặc được hai kiểu, trễ vai không trễ vai nhá. Chị nào yêu thích chân váy nhà em có 4 màu đây. Chân váy này nhà em có thể kết hợp với áo thun này, áo cọc tay, áo thun nhá, áo hai dây sexy, bất kỳ nào cũng đều ok hết đúng không ạ? Chân váy bên là 260 và với màu hồng nút này, màu khói, màu trắng rất là đẹp luôn. Còn các chị muốn có thể kết hợp mà nó đơn giản mà dễ được nhiều, kết hợp nhiều màu ấy, thì các chị có thể mặc sang màu đen thì kết hợp được rất là nhiều đồ luôn các chị nhá. Màu đen thì thường kết hợp rất là nhiều đồ luôn. Chân váy đang cầm trên tay đây để 260 nhá đúng không ạ? Chị Phương chắc đơn rồi nhá, chị Huỳnh Nguyễn đúng không ạ? Váy em mặc 270 chị Huỳnh Nguyễn nhá, mã V28 đúng không ạ? V28 270 đúng không ạ? Comment cho em mã kèm màu kèm theo số điện thoại của mình nhá. Ok, chị Trần Kim Thanh chốt đơn V9 màu hồng rồi nhá. Chị Thu Tiêu đúng không ạ? Lấy cho chị coi là áo nào ạ? Chị Thúy Liễu ơi, 270 mã V28 đang mặc trên người có hai màu vàng, hai màu cơ bản, màu vàng, màu hồng nút rất là sang luôn đúng không ạ? Còn đây là chân váy đen nhá. Chân váy đen bên em vẫn giá 260, em thích cái chân váy này quá không? Rất là đẹp luôn. V9 đỏ đất 170, V9 màu da, V9 màu này đúng không ạ? Còn đây là V28 nhá. V28 bên em có giá bán là 270.000 đúng không ạ? V28 bên em có giá bán 270, rất là sang, rất là đẹp luôn. Với giá bán của V28 là 270.000.
váy có 3 tầng rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là sang luôn, nên chị nào mà yêu thích cái mã này nhà em ý thì comment cho em nhé. Mã kèm màu kèm theo số thoại của mình rất là đẹp, rất là sang luôn. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Váy 2 dây mặc rất là xinh luôn. Mặc ở nhà thì thôi chất chất trên từng cây chất đúng không ạ? Váy đang mặc 270 nhá, áo trễ vai có màu đỏ này, màu đỏ, màu đen và màu hồng cam nhá chị. Chị gì nhỉ? Chị Vũ Lê đúng không ạ? Comment cho em nhá. Áo trễ vai màu cam nhá, 170 đúng không ạ? Màu trắng trễ vai thì em không có màu trắng trễ vai, cái áo này em chỉ có 3 màu thôi chị ạ. Chân váy trắng chị Trần Ngọc muốn xem chân váy trắng 260 đúng không ạ? Chân váy trắng thì chị có thể kết hợp với cả cái áo, kết hợp với cái những cái áo màu tối màu rất là sang luôn. Ui màu khói quá sang luôn chị ạ, màu khói thì thôi rồi, ôi vô cùng sang luôn. Màu khói là mình kết hợp với áo V9 nha em, màu đen đen thì là quá sang luôn, cực kỳ sang. Đây là chân váy trắng của em đây. Kết hợp với đôi dép hoặc là cao gót hoặc như nào đều ok hết nhá. Giày thể thao đều ok hết nhá. Chân váy em có giá bán 260.000 nhá. Chị nào mà thích chân váy thì comment cho em chân váy 260 và kèm theo số thoại của mình đúng không ạ? Rồi, màu đỏ em sẽ qua màu đỏ chị xem, chị Vi Lê màu muốn xem màu đỏ đúng không ạ? Màu đỏ đây chị. Đỏ này là kiểu đỏ tươi tươi ấy. Cái áo trễ vai nhà em thì mặc được hai kiểu nhá. Trễ vai và không trễ ba vai, với giá bán của nó là 170.000 nhá. Các chị có thể mặc kết hợp đóng thùng và không thùng đều ok hết, sô vin không sô vin đều ok hết đúng không ạ? Có khi lát em sẽ làm một cái live về cái áo này luôn nhá. Váy đang mặc hai mã V28 với giá bán là 270 nhá chị Thương Nguyễn nhá. 270 mã V28 đen màu hồng nút. Chị nào mà thích cái mã này thì comment cho em nhá. V28 kèm màu và kèm theo số thoại của mình trên cùng dòng comment nhá. V28 em thì có hai màu, màu hồng nút và màu vàng rất là đẹp luôn với giá 270 đúng không ạ? Rồi, còn bây giờ chị nào yêu thích cái mã nào thì việc comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại hoặc là gửi qua inbox của shop Giáng My cho em nhé. Còn bây giờ thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em hẹn các chị vào khung giờ 1:30 em sẽ live tiếp những mẫu khác nhà em đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua hàng nhà em thì hãy theo dõi, bật cái chế độ theo dõi và kết bạn Facebook của shop em đúng không ạ? Và để cái chế độ ưu tiên xem trước nhé. Thì đầu chương trình bên hay có chương trình tặng quà thì các chị nhớ theo dõi shop em đúng không ạ? Nhớ theo dõi để dân quà giá rẻ đúng không ạ? Rồi ok, Trần Ngọc, chị Trần Ngọc lấy size XL, chị lấy hỏi cái mã nào đúng không ạ? À, chị muốn lấy cái chân váy trắng đúng không ạ? Rồi ok chị nhá. Rồi, còn bây giờ thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này nhá. Hẹn gặp lại tất cả các chị trong cái livestream khoảng 1:30 chiều nay đúng không ạ? Ok, chị Thu Tiêu kết thúc live, chụp lại màn hình cho em và gửi qua inbox cho em nhé chị Thu Tiêu nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.